Hả? Cái đít có thối không? Lắc đầu làm ngơ. Mẹ mới thấy con giận ở đây. Lắc đầu. Cảm ơn. Cái đít có thối không? Có thối không? Mẹ tôi còn biết đường đi vào thế bỉm. Đừng có giở vờ đáng yêu để che đi sự thối đó. Tôi chắc chắn. Gì? Tôi chắc chắn bạn. Cái gì cơ? Bà ơi à? Không gọi bà, mẹ á. Tôi chắc chắn một điều là bỉm của bạn đang rất nhiều cứt và rất thối. Bây giờ bạn nghĩ sao? Hả? Ui, còn đập đầu, tự đập đầu vào tường. Hả? Lại còn gãi đâu? Đập đầu đau chưa? Cứ chui vào đây. Ngân mới sân xe đến cạnh tôi làm gì? Bạn trèo lên cái ghế này à? Hả? Ôi, thối quá. Eo ơi. Yêu sao bạn nhỉ, bạn không nói với ba tôi hả? Sao bạn nhỉ, bạn không nói với tôi cho bạn ngồi vô lần sau nhỉ, phải nói nhé. Chưa pu pu đây, đây. Thôi nhá, chào quý vị và các bạn nhá, mình phải đi thay bỉm đây, không mình chết mất. Thúi lắm, thúi lắm luôn đấy. Chính là bạn đấy, cúi đầu nhận lỗi rồi, là chính là bạn. Bạn hơi bạn cam đấy, bạn cam mẻ đùn đấy. Rồi. Cha ơi, mẹ à, cam biết đếm đấy, cam biết đếm 1 2, cam ơi, 1 2, quên rồi. Sáng mới đếm 1, 2, 3 đấy. Ừ, 3 đúng rồi. 1, 2. 1, 2. Cảm ơn. Thôi xin phép quý vị và các bạn, tôi phải đi thay bỉm cho đại ca đây. Không thể chịu nổi nữa rồi đấy. Đại ca không không thể chịu nổi cái đại ca này nữa rồi đấy. Ừ. Thôi đi nhá.